Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyền hình Soạn, sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện ma làng quê có tựa đề là Lý Trưởng Làng Ao. Câu chuyện này có thời lượng dài hai tập của tác giả K8. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Lý Trưởng Làng Ao qua phần diễn đọc của Đình Soạn. hơn 4 giờ sáng trong tiết trời mùa đông từng cơn gió bắc thổi đến mang theo cây rét căm căm làm cho người ta cảm thấy lạnh cắt da cắt thịt tại một ngôi nhà ngói đỏ nam gian được xây dựng vô cùng hoành tráng và kiên cố vang lên tiếng quát tháo mà ở thời kỳ đó bất cứ một kẻ nào cũng phải run sợ nô no, mày chết ở góc nào con mẹ mày chứ thằng nô no đau lên đây ông bảo Nghe được tiếng quát này từ dưới khu nhà rách nát dành cho kẻ ăn người ở, có một giọng nói vội vàng vang lên. Từ giọng nói này người ta có thể cảm nhận được chủ nhân của nó đang vô cùng sợ hãi. Cứ như thể tiếng quát kia là tiếng của Diêm Vương ra đến đòi mạng mình. Dạ thưa cụ Lý con đây, cụ có gì sai bảo? Quan sát người vừa nói thì thấy đó là một người thanh niên khoảng chừng 17-18. Mặc dù tiết trời lạnh là như vậy Thế nhưng cũng chỉ lấy người thanh niên này Lại mặc một chiếc áo mong manh cũ kỹ Cái áo đã rách nát đến nỗi không thể rách thêm được nữa Không chỉ vậy dưỡng như cái áo này còn hơi ngắn So với cơ thể cao lớn của một chàng trai độ tuổi trưởng thành Sáng vẻ của anh ta lúc này trông vô cùng khúm núm sợ sệt Vừa chạy đến nơi thì anh ta vừa lại như tế sao rồi kính cẩn nói Lại một tiếng trời vang lên Kèm theo đó là một tiếng quốc mộng bay thẳng về mặt của người thanh niên. Dạ con mẹ chúng mày, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mà còn không biết đừng dậy đun nước pha trà trông. Có thế thôi mà cũng để ông phải nói. Nuôi chúng mày chỉ bỏ tốn cơm tốn gạo, không bỏ nuôi con chó còn hơn. Không những nó biết trong nhà, mà khi gặp ông nó còn biết vẫy cái đuôi mà bừng đó. Mặc dù bị mắng lành như vậy, nhưng mà người thanh niên tên Noki chỉ biết im lặng mà không dám nói gì. Thậm chí khi mà chiếc quốc mộng bay về phía mặt của mình Làm cho trên đó tím bầm một khoảng Anh cũng chẳng dám né tránh ngay là hé răng kêu đau nửa câu Trong lòng của anh biết Nếu như mình mà né chiếc quốc này Thì thứ chờ đợi bản thân mình phía sau Còn đáng sợ gấp 10 lần Gấp hàng trăm Thậm chí là hàng ngàn lần Sau khi đứng đó ngay trời rùa thậm tệ một hồi Anh thanh niên tên nô ngoan ngoãn đi xuống bếp Để đun nước pha trà cho người vừa quát tháo đánh đập mình Khoảng 15 phút sau, ngồi trên bộ trường kỷ gỗ liêm vô cùng chắc chắn. Có một người già nhìn qua khoảng 60 tuổi đang ngồi uống trà. Lão già này chính là người vừa nãy khi chửi rủa anh Nô. Mặc dù chỉ là một lão già như vậy, thế nhưng không chỉ anh Nô hay người ăn kẻ ở tại ngôi nhà này, mà toàn bộ những người dân của làng ao đều phải sợ hãi lão ta. Đơn giản lão ta chính là lý trưởng của làng này. Làng ao vốn dĩ có cái tên như vậy là vì trong làng này từ xưa có rất nhiều ao chuông. Chính những người sinh sống ở đây cũng không hiểu được tại sao nơi đây là có nhiều ao chuông đến như vậy. Nghe các cụ cao niên trong làng kể lại, những chiếc ao này chính là những vết móng ngựa sắt của thánh gióng hay còn được gọi là phù đồng thiên vương năm xưa tạo ra. Không chỉ vậy, hầu như mỗi nhà mỗi hộ gia đình đều có một cái ao nhỏ trước nhà để lấy nước dùng mục đích tắm rửa, tưới tiêu cho vườn tược. Mà là thay nước trong ao thì vô cùng trong mát, thậm chí một số nhà còn dùng nước ao để thay cho nước ăn ở giếng. Và thời đó lý trưởng hay xã trưởng đã chức sắc đứng đầu hội đồng hương chức của một xã hay là một làng trong thời quân chủ chuyên chế tại Việt Nam. Trên thực tế, lý trưởng là chức quan cùng đinh trong bộ máy chính quyền phong kiến, không được bổ nhiệm và hưởng bổng lộc của triều đình. Chức vị này được dân làng bầu ra để thay mặt làng quản lý việc chung của làng. Lý trường thực tế chẳng qua cũng trông về dân làng. Trông về việc phu ven đê điều, trông về mấy đám đánh nhau hoặc ăn trộm nhỏ nhặt. Chúng nó đem nhau đến cậy phân xử, trông về mấy người làm việc của các đảng đích chữ nghiệp cử, hoặc đôi khi tết nhất. Họ có hào tâm mà quả cáp biếu xém ít nhiều, cái bồng của đám này nhỏ chẳng qua là 15 quả cau một vài bao chè, hoặc đến giam ba đồng bạc. Lớn thì khoét được một vài chục cho tới 100 bạc là cùng, mà khuét như thế thì khó quá, có xảo quyệt lắm mới được. Ngoài ra ở trong làng nhờ về cái mộc triển mà đôi khi kiếm được một vài bao chè, giam ba đồng bạc. Đám nào bán ruộng, bán đất, bán cửa, bán nhà, may ra cũng được một vài chục bạc. Còn thì cũng phải trông đến dân, Dân làng nào hảo tâm thì mỗi năm cấp cho lý trưởng dăm bảy chục bạc. Nhưng bạc ấy đâu có đưa, chẳng qua là cho lý trưởng tự tiện lấy được ở món tiền công nào ra thì lấy, hoặc là bán hoa lợi gì của làng, hoặc là bán trùm bán trưởng thế nào cho đủ thì thôi. Trên lý thuyết hoặc những nơi mà cuộc sống phát triển, người dân có học thức hay là những nơi gần với lại quan phụ mẫu, được những vị quan đó trông coi cẩn thận thì đám lý trưởng rất đều như vậy. Thế nhưng ở là làng ao thì lại khác. Nơi này là một nơi xa xôi hẻo lánh, một nơi mà người ta có thể coi là mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi. Cho nên quyền uy của triều đình, quyền uy của quan phụ mẫu không thể vươn tới. Chính vì vậy mà tại đây, lão lý trưởng vô cùng hống hách, là có thể một tay che trời, muốn làm gì thì làm, muốn đánh ai thì ánh. Thậm chí là nếu kẻ nào dám làm lão ta khó chịu, thì lão ta không ngần ngại cho đám cai lính sứ quyền của mình giết chết. Tất nhiên là cái việc này phải diễn ra không quá trắng trợn. Khi đó cũng có quá nhiều người bị lão lý cùng đám tay sai chèn ép dẫn đến bản thân bất mãn. Họ nhiều phen lén bí mật muốn đi kiện cáo quan phổ mẫu. Thế nhưng không hiểu sao, khi đó người được đi nửa đường thì lại bỏ về. Kẻ đi thì lành lặn, khi về trở lại thành tàn phế thậm chí một số người còn đi mãi mà không thấy về. Dần ra nhiều lần như vậy thì cuối cùng những người dân nơi đây cũng thầm hiểu tất cả những chuyện đó là do lão lý trưởng gây ra và họ không còn cách nào khác mà đành cam chịu số phận của mình. Chính họ những con người quanh năm chịu khó bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ấy vậy mà còn ăn chẳng đủ, quần quật một năm trời nếu như mưa thuận gió hòa, thì những người nông dân cũng miễn cưỡng có thể đóng được tu thuế. Thì thời gian đâu để ý được những người bị hại như vậy. Tất cả họ chỉ vì cuộc sống mưu sinh, vì vợ, vì con, vì chính gia đình nhỏ của gia đình mình. Đây là ông trời thương tình trong mùa màng bội thu, còn nếu như năm nào có thiên tai hạn hán dẫn đến mất mùa, thì đám người này chỉ biết ăn rau ăn sắn, thậm chí là ăn dễ ăn vỏ cây để mà cầm cự cho qua ngày. Chuột thọc lúa ít đòi do cấy cày được, họ phải bỏ ra để nộp siêu cho lý trưởng. Nếu như có kẻ nào đó thôi mà chậm trễ cái việc này, y như rằng không được sống yên ổn với lão ta. Nhẹ thì lão cho người đến chửi rủa dọa nạt, còn nặng thì lão lôi ra mà phạt gậy, rồi sau đó đem nhà họ có gì đáng giá không để mà thu lấy. Thậm chí không ít gia đình với những khoản siêu khoản thuế vô lý mà lão bệ ra phải viết giấy cầm cố đất đai hay là chính con cái của mình để cầm đến kẻ ăn người ở không công cho lão ta và chính anh nô cũng là một người như vậy chính anh phải làm không công cho gia đình của lão lý trưởng 10 năm mới có thể trả hết tiền thuế và cả tiền lãi năm đó gia đình mình còn mắc nợ nhắc đến cụ lý trưởng vốn dĩ không phải là người làng ao nghe nói lão ta hơn 30 năm trước mới chuyển đến đây để sinh sống chỉ biết khi đến đây lão ta là một người rất có nhiều tiền. Và cũng chính vì nhiều tiền mà lão ta mới có thể cưới được con gái duy nhất của cụ Lý đang tại chức lúc bấy giờ. Cho đến khi bố vợ qua đời đã dùng tiền bạc quan hệ lo lót để cử cho con rể của mình làm lý trưởng đời kế tiếp. Gia đình cụ Lý có được hai người con, một trai một gái. Con gái lớn của cụ đã lấy chồng được mấy năm, ngay đầu cuộc hôn nhân này là ép gà vì gia đình thông gia của cụ Lý nợ cụ một khoản tiền khá lớn. May thay nhà này sinh ra được một người con trai lọt được vào mắt xanh của con gái cụ thế là liền được xóa hết nợ cũng như có cuộc hôn nhân này. Ngày còn lại là một cậu con trai năm nay cũng bằng tuổi anh nô ước chừng 17-18 tuổi đang học trên phố huyện. Được sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực có chức vụ vào thời bấy giờ Thêm nữa lại được nuôi dạy bởi người có tính cách như cụ Lý. Hàng ngày nhìn cụ chửi bới đánh đầm kẻ ăn người ở. Mà lớn lên cho nên hai người con đó của cụ cũng vô cùng hống hách và độc ác, không kém cha của mình. Trong gia đình này có lẽ người hiền từ nhân hậu nhất là vợ của cụ Lý hay còn gọi là bà Cả Yên. Bà Cả Yên là người hiền lành đức độ khi còn là một người con gái bà đã nổi tiếng gần xa về đức tính thương người cũng như vẻ đẹp của mình. Nhắc về chuyện năm xưa, khi đó có biết bao trai trắng thanh niên trong làng cũng như các làng bên vì nghe danh mến mộ cho nên muốn đến để câu thân. Thế nhưng mà nhiều người như vậy mà chẳng ai có thể đáp ứng được cái khoản thích cưới khổng lồ của bố bà hay còn gọi là lý trưởng thời đó. Cho mãi đến khi chồng bà cả yên, công tức là cụ lý bây giờ mang theo một khoản tiền vàng khổng đồ đến mới có thể giúp được bà về lúc đó cổ lý nói với bố vợ của mình dạ thưa ông số con vốn là trẻ mồ côi không cha không mẹ lớn lên nhà buôn bán may mắn mà cũng có chút của ăn của đề. nay nghe tin ông nga kén rể cho con gái cho nên con vì mến mộ và mạo muội đến đây để xin cầu thân hy vọng có thể lọt được vào mắt xanh của ông cũng như là cô nhà rất lời cô Lý khi đó liền bỏ một cái tay này rất nặng ra, bên trong cho rất nhiều vàng. Đúng vậy toàn bộ đều là vàng ròng khiến cha của bà cả yên ló mắt. Là một người sành sỏi cũng như có con mắt nhìn người tinh đời, cha của bà cả yên cũng đoán sơ được tính cách của người đàn ông này. Nếu như không phải là loại cùng hung cực ác thì cũng là phường đầu trộm đuôi cướp, chứ ở đó gì mà thương nhân. Mặc dù là như vậy, nên khi nghe người đàn ông này nói chỉ cần cưới được bà cả yên Thì sẵn sàng có tiểu biếu mình hết số vàng này Thì không cần phải nói nhiều Cô Lý ngay lập tức đồng ý cả con gái của mình cho ông ta Lại nói về bà cả yên Ở thời đại đó vốn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Thêm vào nữa bà là người con gái ngoan ngoãn Cho nên cũng không có ý kiến gì cả Thế là kể từ ngày đó cho đến bây giờ Bà vợ chồng cũng là cổ lý bây giờ sống với nhau được gần 30 năm, cũng là có hai mặt con. Đêm này cổ lý đang ngủ thì liền gặp ác mộng, cho nên mới tỉnh dậy sớm như vậy. Chỉ khổ thân anh nô, ngày hôm qua đã phải làm việc quần quật đến tận nửa đêm, mà mới hơn 4 giờ sáng đã bị gọi dậy ăn mắng ăn trời. Trong giấc mơ của mình, cổ lý mơ thấy một người đàn ông máu me bè bét đẩy mình đến tìm mình đòi mạng. Chân màn của người đàn ông đó đã nát bươm không nhìn rõ nhân dạng. Bàn tay bàn chân đều bị ai đó chặt mất. Đền mạng cho tao, trả vàng cho tao. Ta sẽ ăn thịt mọi tim móc mắt của mày, giết giáo cả nhà mày thì thôi. Sau một hồi đòi giết rồi ăn thịt, thì cái nhân dạng nát bét đó quay ra rồi kêu gào. Tại sao lại giết tôi? Tại sao có thể làm vậy với tôi? Tôi đau quá, đừng mà, Đừng chặt tay chặt chân của tôi Vàng đây Ông cầm lấy rồi tha cho tôi Giấc mơ đó không khỏi khiến cho cô Lý giận mình tỉnh dậy Mặc dù thời tiết đang vào mùa đông Thế nhưng toàn thân của cụ thoát lên rất nhiều mồ hôi Ngồi uống nước trên bộ trường kỳ Cô Lý không khỏi nhớ về câu chuyện hơn 30 năm về trước Lúc đó cô Lý đích thị không phải là một tay thương buôn Như lời của mình nói với bố vợ mà thực ra cô chính là một tên du côn du thủ du thực đầu trộm đuôi cướp sống không nhà không cửa cô lý lăng bạt rất nhiều nơi đến rất nhiều vùng mỗi nơi cụ ở lại lâu cũng chỉ vài tháng mà nhanh thì một vài ngày mỗi khi chung triển được gì của nhà ai đó cô lại chuyển đến nơi khác lần đó cô trèo tường vào nhà của một vị phú ông ở ngôi làng nọ không may nhà vị phú ông đó có nuôi một đàn chó tây rất to và hung dữ con nào con nấy to như những con bê vậy. Phải nói vào thời bấy giờ giống như là chó Tây vô cùng đắt đỏ. Bởi vì cái độ hung dữ cũng như độ tính nhạy của mình. Trong lúc đột nhập vào nhà vì phú ông đó, thì cô Lý cũng không cẩn thận bị đám chó phát hiện. Lập tức tiếng chó sủa vang lên đánh động vì phú ông và đám kẻ ăn người ở trong nhà. Thế có kẻ to gan lớn bật dám trèo tường vào nhà, để rình mò trộm cắp thì vị phú ông kia tức lắm ông ta liền lệnh cho đám người làm lùa chó đuổi đánh cổ lý cho mày đâu đuổi nó đánh bỏ mẹ nó cho ông đập gãy chân của nó cho ông tội và ông chịu thế là cả một đám người mang theo gậy gập cộng với những con chó tây hùng dữ lao về phía cổ lý mà tấn công thế nhưng cũng may bằng vào bổn sự bao năm hành nghề trộm cướp của mình cho nên cổ lý may mắn thoát khỏi Mặc dù vậy cậu vẫn bị ăn một trận đòn thử sống thiếu chết Toàn thân đều là những vết bầm tím do so gậy gộc đập vào Thế vào nữa còn có những vết chó cắn Khiến da thịt trên người của cụ bung bét Máu mè vườn vại khắp người Nhìn qua lúc đó cổ lý không khác gì một huyết nhân Sau khi trốn thoát được đám người Cùng với những con chó tầy hùng dữ truy đuổi Cổ lý cũng mệt quá ngất đi ngay bên một vệ đường mòn Thường chừng như cổ đã chết ở đó Thế nhưng cuộc đời lại không đẩy ai vào bước đường cùng Khi ấy có một thương nhân vùng khác đi qua Vị thương nhân này bắt gặp rồi sau đó cứu cụ về nhà của mình Sau khi tỉnh dậy và biết mình được người khác cứu chữa Thì cổ Lý cảm thấy vô cùng may mắn Bằng vào khả năng lừa lọc của bản thân Cô Lý đắp bịa ra một câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương của mình để xin ở lại làm việc cho vị thương nhân kia một vài năm trôi qua cổ lý đã được vị thương nhân kia tin tưởng cho đi buôn cùng mình không những vậy ông ta còn sẵn sàng chỉ dạy cổ lý cách làm ăn cách nhận biết những mặt hàng và đặc điểm cũng như đặc sản hàng hóa của từng vùng miền để sau này nếu không muốn làm thuê nữ thì có thể tự đi mà buôn bán lần ấy sau một chuyến đi buôn vị thương nhân kia trúng một quả lớn cộng cả với tiền gốc tiền lãi thì đến cả mấy nghìn quan tiền Đổi ra vàng lúc bấy giờ cũng đầy cầm một tay này chứng kiến cảnh đó bản tính trộm cắp của cô lý lại trỗi dậy cô nghĩ nếu như cứ đi làm thuê như vậy thì biết bao giờ mới giàu có không chỉ vậy nếu như muốn đi buôn bán thì tiền đâu mà đi một ý tưởng đáng sợ nảy ra trong đầu của cụ sau đó tìm một vụ ăn cả đời chỉ cần có số vàng kia thôi thì quãng đời còn lại cụ sẽ không phải lo nghĩ gì cả Thế vào đó nếu như mà thành công muốn đi buôn cũng chẳng lo gì về tiền gấp. Nghĩ là làm mà kệ vị thương nhân kia vừa là ân nhân cứu mạng của mình, lại còn vừa là người dạy mình kinh doanh buôn bán. Và một đêm đang trên đường trở về nhà có một đoạn đường khá vắng, cổ lý quyết định ra tay. Nhân lúc vị thương nhân không để ý, cổ lý rút con dao nhọn thủ sẵn trong người, rồi tiến đến đâm đằng sau một nhát thật mạnh vào người đất từng cứu mạng của mình nhát đâm bất ngờ khiến cho vị thương nhân không kịp trở tay máu từ vết thương tuôn ra ướt đẫm cầm người của nạn nhân và kẻ thù ác quay đầu lại nhìn thì thật bất ngờ cả hại mình lại chính là người mình đã cứu giúp được con mắt của vị thương nhân trợn tròn như không thể tin vào điều trước mắt của mình máu từ trong miệng từ mũi của ông chảy ra ông cố gắng há miệng to thế nhưng miệng vừa mở ra thì máu tuôn ra càng nhiều từng bọt máu sủi lên Thấy đôi mắt của vị thương nhân nhìn mình như hỏi tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại đối xử với người đã cứu mạng và cứu mang mình như vậy? Người không còn chút lương tâm hay nhận tính làm sao, thì cụ Lý cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng chút sợ hãi đó ngay lập tức bị cụ đè xuống. Còn lương tâm sao? Lương tâm thì có đổi ra được tiền không? Hay là đến khi có tiền rồi muốn mua gì đổi gì chẳng được, kể cả là lương tâm? Nghe đến đây cụ Lý ra tay càng quyết đoán Ánh mắt của cụ lóe lên một tiếng hoan độc Một tay của cụ bịt miệng của người thương nhân lại Tránh để chúng ta kêu lên Một tay còn lại rút con dao rồi đâm điên tiếp vào người của ông ta Cụ Lý lúc này như phát điên phát rồ Những tiếng đâm chém trong đêm văng vẳng đến rợn cả người Sau khi đâm đến hơn chục nhát dao vào cơ thể kia Cô Lý mới dừng tay, như là sợ nạn nhân vẫn còn sống của lật người ông ta dậy Sẵn còn dao trong tay cụ cứ một đường sắc lạnh lên cổ của ông ta Rồi mới quay ra ngồi xuống mà thở Sau khi nghỉ ngơi một lúc Cô Lý liền kéo cái xăng vào trong một bụi cỏ bên đường để giấu Lục đòi cái tay này của vị thương nhân Khi chứng kiến bên trong cơ man toàn là những thỏi vàng Thì cô không nhịn được mà cười lên Tiếng cười của kẻ ác đồng vô nhân đạo bất trung bất nghĩa vang lên trong đêm nghe đến rợn cả người. Đăng định rời đi thế nào mà cô lại nhìn về cái xác đựng mình giấu trong góc kia. Như thế để cẩn thận hơn, cô liền lấy một tảng đá cảnh đó mà đập bôm bốp vào trong mặt của cái xác, khiến cho nó nát bét để mà hủy dung. Tiếp đó cô chặt tay chặt chân cái xác rồi ném mỗi trong một cái. Cô lột sạch quần áo của nạn nhân rồi bọc vào để phi tang, làm xong tất cả cô mới an tâm rồi bỏ đi. Mấy ngày sau, sau khi mà đến một làng quê khác, thì cụ Lý dừng lại. Sau khi nghe tin Lý trưởng đương nhiệm của làng này đang kén rể cho con gái duy nhất, thì một ý tưởng táo bạo đã nảy ra trong đầu của cụ Lý. Cô quyết định sẽ đầu tư vào vụ làm ăn này. Nếu được sau này, cô sẽ không chỉ có tiền, mà còn có thêm cả quyền nữa. Đó chính là đến nhà của Lý trưởng để cầu hôn. Cuối cùng bằng số vàng bình cướp được thì cụ Lý cũng đã thành công lấy được bà Cả Yên và sống cùng bà cho đến tận bây giờ. Sau khi hồi tưởng lại câu chuyện của ngày xưa, trong lòng của cụ Lý ngoài một chút cảm khái ra thì chẳng còn gì khác chứ đừng nói là ăn năn hối cải hay là sợ hãi điều gì. Một giấc mơ mà đã dọa được người như cụ thì năm xưa cụ đã không ra tay dã man như vậy phải chăng cụ giật mình vì mấy cảnh máu me trong giấc mơ đó mà thôi. Trầm ngầm một lúc thì trời cũng đang tờ mở sáng, cậu bèn đánh tiếng cho anh Nô đi gọi đám lính lễ gia đình, tập trung còn mình thì đi ăn sáng. Ngày hôm nay đã là ngày thu thu tuế hàng năm, sẵn trong người đang mang chuyện bực dọc, cho nên nếu hôm nay có gia đình nào mà dám chậm trễ thì gia đình đó sẽ xác định vị cụ. Trời mùa đông mặc dù đã sáng, thế nhưng tiết trời vẫn còn âm u, không trong xanh như mùa hè. Ở bên ngoài từng cơn gió bắc rét lạnh căm căm như là cắt ra cắt thịt thổi qua. ấy vậy mà những người nông dân nghèo đã phải tranh thủ ra đồng từ sớm để mà chăm chút cho đám ruộng lúa của mình, sau đó còn về để làm những việc khác. Bởi nếu chỉ dựa vào xào ruộng này thôi thì cũng chẳng đủ tiền nộp siêu thuế cho cụ lý xa xa bên những cánh đồng xanh mướt đó từng đàn cò trắng bay lượn rồi lại xả xuống bên những bờ ruộng nhặt một vài con tép khung cảnh đó mới yên bình làm sao thế nhưng tất cả mọi người đều biết cái khung cảnh yên bình này lại hoàn toàn đối lập với cuộc sống của mình tàn tiện tiết kiệm ấy vậy mà ăn chẳng đủ no mặc chẳng đủ ấm buổi sáng hôm ấy sau khi ăn sáng bằng cái món khoái khẩu của mình là bún chó và thêm chai rượu đế thì tâm trạng của cô Lý khá hơn một chút. Cô chống cây gậy ba tong được cậu con trai cậu mình hay trong đám kẻ ăn người ở gọi là cậu ngay đang hầm trên phố huyện tặng. Nhân dịp mừng thọ lần thứ 50 của mình mà bước đi trên đường hướng về sân đình. Cây gậy ba tong này của cụ cứng chắc lắm, nghe đầu được làm bằng gỗ mun cho nên mới có màu đen và lẫn chút đỏ. Trên đó nó tỏa ra một mùi hương tương đối dễ chịu, cái đầu gậy ba tong cổ cổ thì được điêu khắc chạm trổ hình một con rồng trông vô cùng uy mãnh. Nghe cậu hay nói đó là đại diện của quyền lực và sức mạnh. Điều đó khiến cho cụ Lý lại càng yêu quý cái gậy này hơn. Lúc này đây trên con đường làng cũng có những người dân đang gánh hàng rong để ra chợ bán. Thế bóng của cụ Lý từ xa đến liền đứng nép vào một bên vệ đường rồi cung kính cúi đầu. Con cháu Lý ạ. À? Thế vậy cụ Lý chẳng thèm quan tâm, đôi mắt của cụ chẳng thèm liếc nhìn cái đám cổng đinh mặt hạng này. Chứ đừng nói là để ý đến chúng. Ở cái làng cái tổng này, bất cứ đứa nào thích cụ mà chẳng phải làm như vậy, hoài chăng có thằng nào con nào chán sống thì mới dám vô lễ với cụ. Đang ông dùng bước đi trên đường thì bỗng nhiên cổ lý bắt gặp hai mẹ con nhà cô Tuyết cũng đang đi ở phía đối diện. Nhìn dáng vẻ như vừa đi làm đồng về, Cô Tuyết năm nay đã ngoài 30, thế nhưng trông còn trẻ trung xinh đẹp lắm. Mặc dù làn da cô có chút sám nắng vì quanh năm bắn mặt cho đất bắn lưng cho trời. Thế nhưng mà dáng người lại có đôi chút phồn thực. ấy vậy nhưng mà khi mà chúng hợp lại, lại càng tôn lên một cái vẻ hấp dẫn của riêng cô. Làm cho cô mang một vẻ khác lạ và vô cùng đặc biệt so với những người phụ nữ khác. Cô Tuyết vốn dĩ lấy chồng cách đây đã hơn 10 năm, khi ấy cô mới chỉ 18, 20. Thế nhưng mãi đến mấy năm trước cô mới có con. Tưởng như lúc đấy cô sẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn. Thì không bao lâu chồng cô ốm nặng rồi qua đời để hai mẹ con ở lại với nhau. Hai mẹ con cô Tuyết cũng thuộc dạng người cùng đinh trong làng. Mặc dù cô làm việc quần quật từ sáng tới tối, ấy vậy mà chẳng đủ ăn. Chính vì vậy mà đứa con gái của cô năm nay mới năm sáu tuổi thôi đã phải theo mẹ ra đồng làm thuê hoặc là làm đổi công cho những nhà khác. Nhìn thấy cô Lý đi tới, hai mẹ con cô Tuyết như bao người khác cúi đầu. Con chào cô Lý. Nhắm mắt nhìn người phụ nữ trước mặt của mình, người ta nói gái một con trông bọn con mắt. Không chỉ vậy cô Tuyết lại còn mang theo một vẻ đẹp khác người. Chân ngực của cô như treo hai quả bưởi bỏng nảy tân tân đầy hấp dẫn. Đằng sau cái mông lại cong vảnh lên hơn người. Cho nên mỗi khi cô Tuyết xuất hiện, luôn thu hút ánh nhìn của những người đàn ông mà cô Lý cũng như vậy. Mặc dù trời mùa đông là vậy, nhưng cô Tuyết cũng chỉ mặc một cái áo mỏng vá chẳng vá chịt, bên trong là một cái yếm nhỏ. Nhưng cũng chẳng che đậy được hết hai trái cầu mềm mại trong đó. Khi cô cúi xuống làm cho chúng lộ ra ngoài, khiến cô Lý không khỏi đưa mắt nhìn xuống vài lần. Hơn nữa vừa rồi cô Lý còn ăn thịt chó cộng thêm chai rượu đế, cho nên lúc này trong người như có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Ánh mắt của cụ nhìn về phía người đàn bà đang cúi chào mình tràn đầy vẻ tà dâm. Nhận ra ánh mắt của cô Lý không đúng, cô Tuyết mới vội vàng lấy hai tay, che lại rồi gập hẳn người xuống đất. Thế người đàn bà như vậy, thì cô Lý lại vô cùng tức giận cô liền quát. Ngửa mặt lên, ngửa mặt lên trông xem nào. Tiếng của cô Lý vang lên làm cho hai mẹ con cô Tuyết run rẩy Cô không dám ngẩng lên mà dập đầu xuống liên lịa. Con lạy cụ, cô xin cụ. Có gì không phải cụ tha cho con. Ta bảo ngửa mặt lên ô hai cái nhà con này. Mày muốn chết đó phải không? Có cần ông đây mày nói lại lần nữa không hả? Ngửa mặt lên. Xích lời cụ lấy cái ba tong bằng gỗ môn của mình giữ thẳng vào người đàn bà. Bị cái ba tong chọc vào người cô tuyết lại càng hoảng sợ. Lúc này cô mới ngửa mặt lên để cho lão nhìn thế là đôi mắt tham lam mang theo một vẻ thèm thuồng của cụ lý tiếp tục khoét sâu vào trước ngực của người đàn bà hơn nữa lại hiểu rõ hoàn cảnh của ngay mẹ con người đang quỳ lại trước mặt của mình đây cho nên là lập tức trong đầu của cụ nảy ra một ý đồ vô cùng ghê tởm thế có phải ngoan không chứ cứ để trong đây phải nặng lời nói xong cụ lý liền bỏ đi thế nhưng mà không quên để lại cho mẹ con cô một câu Nhớ hôm nay là ngày đóng thuế, liệu mà lo. Đến khi đó không có nộp thì đừng có trách ông. Mãi cho đến khi cổ lý đi xa, hai mẹ con cô tuyết mới dám đứng thẳng dậy. Trên vẻ mặt của hai người vẫn trường hết sợ. Lại nghĩ về lời nói của cổ lý trước khi đi mà cô tuyết thở dài thườn thượt một hơi. Nếu như mà hôm nay không có tiền đóng thuế thì chẳng biết điều gì sẽ chờ đợi gia đình của cô. Đi một hồi cụ Lý cũng bước đến sân đình. Lúc này đám lính đệ cùng những kẻ có chức sắc trong làng được anh Nô đi gọi từ sớm cũng có mặt. Trong đám đó thằng nào thằng đấy đều vô cùng bậm trợn. Trên tay chúng cầm theo một cây hèo rất lớn. Cả đám đứng xếp hàng ngay ngắn hai bên đợi lệnh của ông Lý. Bước vào trong sân đình ngồi ở vị trí thủ tọa thì có một thằng lính dâng trà cho cụ Lý. Uống một hớp trà sau đó thì cụ hắng giọng. Giờ vào luật pháp của triều đình và các quan trên đặt ra ngày hôm nay là ngày nộp siêu thuế theo hàng năm mó ra đây ông bảo dạ con đây cô lý có gì sai bảo mày đi khắp cái làng này vừa gó mó vừa thông báo cho dân làng biết nhớ là phải đi khắp cái làng cái tổng này để cho nhà nhà người người đều biết tránh có ai đám dân đen nó lại lý do lý chấu nói cho chúng biết nội trong hôm nay nhà nào không đóng đủ thuế thì ông đánh chết nhớ chưa vâng thưa cụ thật là theo lời sai truyền của cụ lý thằng mõ bắt đầu đi khắp nơi để thông báo cho người dân biết cái tin này sau khi thằng mõ đi cụ lý lại vẫy tay cho một tên lính lệ đi về phía của mình tiếp sau đó thì thầm vào tai của nó điều gì tên lính lệ đứng một bên nghe cụ lý sai bảo thì liên tục gật đầu rồi cũng đi ngay tại ngôi làng ao lúc này từ đầu làng cho đến cuối xóm từ ngoài chợ cho đến ngoài đồng cả những khu sông nước hay mồ mà. Nói chung đúng như lời của cụ lý Đắc căn dặn, thằng mõ không bỏ sót một chỗ nào. Đảm bảo cho tất cả mọi người dân làng đều biết hôm nay chính là ngày họ phải đóng thuế hàng năm. Tiếng mõ vang lên in ngoài phần lẫn cái dòng ôm ồm của thằng mõ vang lên, đầm vào tai của những người dân nghèo khổ của làng ao, khiến cho họ cảm thấy ngột ngạt, bức bối và khó chịu vô cùng. Trong những ngôi nhà những người già không còn khả năng lao động nữa, nghe được âm thanh này thì cảm thấy như là tiếng gào, tiếng thét của một loài quỷ dữ vậy. Có lẽ họ là những người khốn khổ nhất trong làng ao này, khi mà đã không còn sức lao động, chỉ biết ăn bám gia đình, thế nhưng họ lại chẳng dám chết, bởi vì ngay cả khi chết họ vẫn phải đóng thuế. Thế cho người chết nghe sao mà vô lý. ấy vậy mà từ khi cụ lý lên nắm quyền, thì dân làng phải chịu thêm đủ loại thuế má. Mà không chỉ có người chết phải chịu tên đợt thuế chôn Gia đình nào có người chết thì họ phải đóng thuế cho người mất mới được chôn cất đàng hoàng tử tế. Nhà nào không đóng thì sẽ không được chôn Mà nếu có kẻ nào dám giấu giếm sau lưng khi bị phát hiện ngoài tiền phạt, ngoài bị đánh đòn xa, thì còn bị cụ lý cho lính lệ đào mộ phá mạ của người đã khuất. Sau khi thằng bó hoàn tất việc thông báo thì những người dân làng ao cũng bắt đầu lọ mò tiến gia đình để mà đóng thuế cho cụ. Trên gương mặt khắc khổ của những người nông dân nghèo đều mang theo một vẻ chán nản. Những người này hàng ngày còn ăn chẳng đủ no mặc chẳng đủ ấm. Ấy vậy mà cũng chẳng đủ tiền đóng những cái khoản thuế trời ơi đất hỡi mà cụ Lý nghĩ ra. Trước đây cũng có nhiều người không chịu được mà muốn thư kiện cụ Lý lên các quan thế nhưng người ta nói con kiến quyện củ khoai điều đó chẳng bao giờ sai mà một người dân nghèo làm sao có thể kêu gạo đòi lại quyền lợi cho bản thân của mình khi mà cái lũ quan tham kỳ chúng lại bao trần lẫn nhau không chỉ vậy mỗi một khoản tu thuế mà cụ lý nghĩ ra đều được cụ cẩn thận trình lên các quan xem xét thì cụ mới dám làm cho nên những người nông dân nghèo khổ kia cũng chẳng còn cách nào khác là tiếp chịu đựng Nửa buổi sau thì hầu như các người dân làng ao cũng đã đóng hết tô thuế của mình. Chỉ còn duy nhất là hai hộ gia đình, cũng là hai hộ cùng đinh của làng ao này, đó là nhà anh Khánh và gia đình cô Tuyết. Trong khi anh Khánh có mặt ở đây từ lâu, thì hai mẹ con cô Tuyết mặc dù cô Lý đang thu thuế, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành việc của mình. Nhận của người khác, chỉ cần làm xong cái việc này, hai mẹ con cô có đủ tiền để đóng thuế năm nay. Lúc này đây nhà của anh Khánh tiến tới quỷ lại nói bằng một giọng đáng thương. Con lại cụ lý, con lại các quan bác. Ở à, năm vừa rồi mất mùa đói kém, mặc dù ở nhà con làm quần quật cả ngày đêm vẫn không đủ ăn. Con xin à, cụ xin các quan bác cho con khất vài hôm. Vài hôm nữa con đi làm sẽ có đủ tiền con nộp. Nghe thấy anh Khánh nói vậy, cụ lý liền cười khẩy. Cụ hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về người đàn ông đang quỷ kia mà nói. Ồ cái nhà anh này hay nhỉ, nếu như năm ngoái mất mùa thì cả cái làng này mất Chứ chẳng lẽ là chỉ có nhà anh Tại sao những hộ khác vẫn đóng được mà chỉ nhanh là không Có thích lý do lý chấu không hả à, Dạ bầm cụ bẩm các quan Thực sự là do mất mùa Bao nhiêu mùa màng nhà con đều mất sạch xuân mấy tháng qua con một nhà ba miệng ăn Chỉ có húp cháo loãng cầm hơi Xin cổ xem xét cho con được khất Nhưng nghe được một câu chuyện cười Cổ lý lúc này liền cười lớn Sau đó cổ đưa mắt nhìn về tên hậu đang đứng bên cạnh nhưng hiểu được ý của cụ tên hậu ngay lập tức đứng ra rồi quát. Thằng kia, mà có thích nói nhiều không hả? Mọi người đều biết hàng năm vào cái thời điểm này là nộp thuế. Không những thế từ sáng cụ Lý đã cho người đi thông báo. Mày lại lại nhảy nhiều lời thế hay là để trông đánh bỏ mẹ mày? Lại cụ Lý lại quan anh. Thực sự hôm nay nhà em không còn, xin quan bác cho nhà em khất. Anh Khánh vừa nói như vậy thì thằng hậu tiến đến đứng trước mặt của anh sau đó dư chân đạp thẳng vào mặt khiến anh ngã ra đằng sau. Cú đạp mạnh lắm làm cho anh ngay lập tức sưng tấy lên vô cùng đau đớn. Cái thằng bỏ mẹ này, mày nói cho cha của mày nghe đấy hả? Siêu thuế của nhà nước chứ cuộc của, của, của Lý đâu mà mày dám mở mồm ra xin khất. Tiếp đó quan sát anh Khánh bột hồi, nó chỉ vào mặt ngày chúng mình vừa đạp, đằng sưng đỏ lên rồi cất giọng nói. Mày nói năm ngoái mất mùa, cả nhà mày mấy tháng nay đều phải húp trao loãng cầm hơi. Thế nhưng mà ông đây lại không thấy phải như vậy. Người mày vô cùng béo tốt ra mặt hồng hào, đều có giống như người thiếu ăn thiếu mặc hả? À? Mọi người xung quanh đứng đó đều thích được người anh Khánh lúc này toàn là giam bọc xương, chơi lấy đầu giờ béo tốt như lời của thằng Hậu nói. Hơn nữa trên mặt của anh vừa bị nó đạp cho sưng tấy lên, ấy vậy mà qua miệng của nó lại thành hồng hào. Mặc dù rất bất bình cho anh Khánh, thế nhưng mà không ai dám đứng ra để nói đỡ họ chỉ biết than thân trách phần cũng như thầm nghĩ trong lòng mà thôi đúng là thói đời có tiền có quyền muốn nói gì cũng được người ta nói chủ nào tớ nấy cấm có sai có lý như vậy thì thằng hầu lại là loại tiểu nhân bị ổi như vậy cũng không lấy làm gì lạ trong khi anh khánh còn đang chưa biết nói gì thì thằng hầu đã mở miệng có phải ta nói đúng quá cho nên mà không có nói được gì phải không thế thì mày tội to rồi con ạ à? mày có của ăn của để ăn nhiều đến mức mặt cũng phát phì ra thế kia còn dám nói dối cổ lý là không có tiền nộp thuế nhất định là mày trốn thuế của triều đình tiếp đó nó hướng về cổ lý đang ngồi mà trình bày bẩm cụ cái thằng bỏ mẹ này nó dám dối trên lửa dưới không những vậy còn có ý đồ trốn thuế của nhà nước xin cụ nghiêm phạt để làm tính gian đe còn phía bên trên thấy thằng hầu này xử lý tình huống như vậy cổ lý rất hài lòng cậu hắng giọng nói đến cho tất cả mọi người xung quanh đều nghe đúng như lời của ta vừa nói cái thằng đăng quỳ dưới kia là phạm hai tội thứ nhất là lừa gạt người đang thi hành công vụ thứ hai lại có ý trốn thuế của nhà nước đáng lẽ hai cái tội này phải bỏ tù để giải về kinh thế nhưng mà không dù gì thì cũng là người làng nước với nhau không những vậy ta là một người thương dân như con cái tội nó lừa gạt ta thì thôi ta bỏ qua không tính còn cái tội trốn thuế của nhà nước thì không bỏ qua dễ dàng như vậy nếu như mà ta không nghiêm sự vụ này sẽ có thể sau này những đám dân đen các ngươi là học theo. Lúc đó ta rất khó ăn nói với các quan anh ở phía trên. Nói đoàn của lý lúc này liền quát lên. Người đâu? Lọc nó ra đánh đủ 100 gậy cho ta. Đánh đến kia nó chịu đóng thuê thì thôi. Nghe đến 100 gậy, tất cả mọi người phải hít một ngụm khí lạnh. Lại nhìn vào đám lính lệ thằng nào thằng nấy to như hộ pháp, thì lại càng cảm thấy kinh sợ riêng anh khánh cùng gia đình lúc này vô cùng hoảng sợ thế nhưng ngoài hoảng sợ ra họ còn biết làm được gì đánh một trăm gậy chứ đánh một ngàn gậy thì gia đình của anh cũng chẳng có tiền để đóng thuế Chị vợ của anh khánh và thằng con trai mới có ba bốn tuổi lúc này cũng lao vào mà quỳ dập xuống rồi khóc lóc cầu xin con xin cụ con van cụ con cắn rơm cắn cỏ con lạy cụ lạy các quan bác xin cho nhà con khuất mấy hôm để con đi lo liệu con sẽ đóng thuế đầy đủ, xin các cụ các quan các bác đừng đánh chồng con, đánh một trăm gầy anh ấy chết mất. Thằng con trai nghe thấy mẹ khóc lóc như vậy thì cũng miếu máu. Mặc dù nó không hiểu được tại sao mẹ của mình lại thế, thế nhưng cũng bắt trước dập đầu bập bẹ rồi nói theo. Con xin cụ, xin các bác các chú đừng đánh bố con. Chứng kiến cảnh đứa bé ba tuổi gầy gò quỳ xuống dập đầu xin cho cha của mình người dân làng ao vô cùng xúc động. Một số người không cầm được nước mắt, một người trong số đó còn đứng ra để xin những người ở đây quyên góp để giúp gia đình của anh Khánh. Thế nhưng khi nhắc đến tiền ai cũng quay đi. Họ quay đi không phải là không muốn giúp anh Khánh, họ quay đi vì không có tiền cho nên không biết phải đối mặt với anh thế nào. Đám lính lệ thấy vậy thì cũng hơi do dự, nhưng lúc này một tiếng quát lớn vang lên vào tay của chúng, Ồ thì mấy cái thằng này điếc hả? Không nghe lời ông vừa nói hay sao? Chúng mày định làm phản. Như vậy thì để ông báo lên các quan, để cho người về gô cổ chúng mày lại một lượt với nhau. Người vừa lên tiếng ngoài cổ lý thì không ai khác. Nghe được cổ lý quát như vậy, đám lính lệ lúc này liền tiến lên. Kẻ thì vẫn anh Khánh nằm xuống đất. Người thì lôi vợ và con trai của anh ra để thi hành. Như sợ đám lính sẽ nương tay, Cô Lý còn đe dọa ấy vậy mà thằng nào để cụ biết được đánh không hết sức Thì sẽ bị phạt thầy anh Khánh Thế là giữa sân đình anh Khánh vì không có tiền nộp siêu Mà bị vu cho cái tội danh trốn thuế Bị cụ Lý phạt 100 gậy Thế nhưng qua lời nói của cụ Thì như vậy là do cụ nhân từ Cho nên mới phạt nhẹ như vậy Trong sân đình lúc này xen lẫn tiếng cậy lim đập bùm bùm vào da thịt con người và tiếng là hét đầu đớn của anh Khánh. Thêm vào đó là còn có cả tiếng gào khóc như đứt lòng đứt giả của vợ con anh. Hai mươi gầy đầu người ta còn có thể nghe rõ được tiếng của anh Khánh. Đến hai mươi gầy tiếp theo, tiếng kêu nhỏ dần. Lúc này bên dưới phần mông của anh đã nát bét, máu thịt bầy nhầy. Đến gầy thứ năm mươi thì người ta không còn nghe được tiếng kêu của anh Khánh nữa. Ngay cả tiếng thở của anh cũng rất nhỏ, đứng một bên chị vợ đang gào khóc vô cùng thảm thiết chị dường như muốn lao vào để chịu đòn thay cho chồng thế nhưng lại bị một tên lính giữ chặt thả chồng tôi ra thả anh ấy xin cụ con xin cụ lý người đừng đánh chồng con nữa vợ chồng con xin nộp thuế xin người đừng đánh lúc này cụ lý đang ngồi thường trà một tay cụ cụ còn vân vê mới sợi dâu bỗng nhiên nghe thấy chị vợ anh khánh ngét lên như vậy thì cũng chẳng phản ứng gì dường như lúc này thứ cụ quan tâm không phải mấy đồng tu thuế mà là cái quyền uy của mình cậu không cho phép bất cứ đứa nào trong cái làng cái tổng này nó khiêu khích đến cụ chỉ đến lúc đám lính đệ đánh đến gậy thứ 70 thì cụ mới khoan thai rồi nói thôi được rồi dừng tay lại tránh cho người khác lại nói ta là người không có lương tâm sau đó cụ liếc mắt nhìn về thằng lính đang giữ chị vợ anh khánh ra hiệu cho nó buông chị ra Đừng thả ra chị vợ liền chạy vào ôm lấy chầm. Lúc này anh Khánh đã bị đánh cho máu thịt bê bết. Anh thở ra còn nhiều hơn hít vào. Thế chồng bị như vậy, chị vợ cùng đứa con lại gào khóc sống cả lên. Thế bây giờ mới chịu đóng thuế đúng không? Tại sao không đóng luôn từ đầu mà để đến nông nỗi này? Nói đoạn thằng hầu tiến đến chia tay của mình về phía vợ chồng của anh Khánh, ý bảo mau giao tiền ra đây, không thì lại ăn đòn tiếp theo bây giờ. Đôi mắt của chị vợ anh Khánh đỏ hoe Trên gương mặt lộ rõ sự lưỡng lự Nhưng cuối cùng chị dứt khoát nói Con bẩm cụ lý Bẩm các quan bác Tiền thực sự nhà con không có Thế nhưng con xin cầm khế ước nhà ra Để mong cụ lý Mong các bác tạm ứng cho vài đồng Để con đóng thuế Đợi cho đến khi nhà con gom đủ tiền Con đến xin chuộc lại Nghe đến khế ước nhà đất Thì vẻ mặt cụ lý chẳng hề biến hóa gì cả Dường như cái chuyện này cụ đều đã biết trước. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, vì trước đây cũng không ít gia đình bị cụ ép đến mức đường cùng như vậy, dẫn đến tan cửa nát nhà, không trốn dung thân. Hỏi rằng nhà nào có tiền chuộc lại được đất đai thì cũng mang nợ cả đời, vãn kiếp không thể trả hết được. Lúc này cụ Lý lại cất lời. Thôi được, nể tình người làng người nước, lần này ta châm trước, cái khế ước đất của nhà chị ta cũng không cầm, mà sẽ để cho người khác đứng ra ứng tiền cho nhà chị, tránh cho mọi người lại nói ta ức hiếp dân lành. Mặc dù cô Lý nói vậy, thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng, cái người khác kia chỉ đứng ra làm việc cho cụ mà thôi. Không có ý của cụ thì bố bảo đứa nào dám qua mặt cụ việc này. Ngay cả việc ứng bao nhiêu tiền lãi lời là làm sao đều là ý của cụ hết. Ngay khi cô Lý nói như vậy. Thằng Hầu liền đứng lên rồi ra hiệu cho vợ của anh Khánh đứng dậy để về nhà lấy khế ước đất. Hơn nữa nó còn thúc giục chị ta nhanh chân để còn đưa chồng về chữ chị. Nếu không cứ để cho anh ta nằm duy đất thế này, không khéo một chút nữa, chị sẽ lại phải đóng thêm cái khoản thuế chôn người mà thôi. Giải quyết xong sự việc nhà anh Khánh cũng đến buổi trưa, cô Lý uống một hớp nước chè sau đó bình tĩnh hỏi người ghi chép sổ sách. Đã thu đủ hết chưa? Dạ bẩm cụ là còn một hộ nữa Mặc dù đã biết hộ đó chính là nhà cô Tuyết Thế nhưng cụ đi vẫn hắng giọng Còn hộ nào Chẳng phải ta cho người đi thông báo đến toàn thể bà con rồi sao Hộ nào mà lại to gan đến vậy hả Làm trong việc nộp thuế lên triều đình Nhà nó có gánh được cái tội này không Người ghi xếp sổ sách lúc này mới lắp bắp À thưa cụ ờ à, Là hộ của nhà con tuyết quá chồng ở cuối làng Con tuyết quá chồng sao hả Cô Lý lầm bầm rồi không ai để ý khi nhắc đến cô Tuyết. Trong ánh mắt gián nua của cô Lý ánh lên một vẻ tà dâm. Thôi được rồi, rồi sao ta cũng là một người tốt. Chị ta số cũng vất vả, thân đàn bà mà lại quá trầm. Việc này để ta xử lý sau. Cũng đã là quá trưa, các người em mau dọn một chút để sắp xếp cho mọi người đi ăn đi. Nói đoạn cô Lý liền đứng dậy, xách cái bà tòn và bước vào trong đình làng ở bên đó rượu thì tất được 7 dân linh đình để đợi cụ vào sơi. Nhắc đến hai mẹ con cô Tuyết thì từ hôm qua cô đất được người khác thuê, hôm nay đến làm cho mình. Cho nên từ sáng sớm hai mẹ con cô đã tranh thủ ra đồng để kiểm về làm thuê cho người nọ để lấy tiền đóng thuế. ấy vậy mà cô Tuyết không ngờ được rằng đến khi mình hoàn thành công việc được thuê rồi mà người kia vẫn không chịu trả tiền. Không những vậy, nhà đó còn tống lại tiền hai mẹ con cô vì cho rằng hai người đã làm hỏng việc của mình. Liếc mắt nhìn đứa con đang nép sau lưng run lên từng chập. Vẻ mặt của cô tuyết lộ ra một vẻ tủi nhục và mệt mỏi. Xin bác, hai mẹ con em vất vả từ sáng, làm theo những gì bác bảo cho kịp giờ mà chẳng dám nghỉ ngơi. Này à, bác không trả mẹ con em tiền công, lại quay ra bắt đền, hai mẹ con em biết lấy gì mà trả. Người đàn bà lúc này thương hai mẹ con cô Tuyết đến là một người tranh chua. vẻ mặt của bà ta lúc này có phần ghê sợ. Đôi mắt nhìn về phía của hai người như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Bà ta đứng đối diện mẹ con của cô Tuyết rồi chỉ tay vào màn cô mà đầy nghiến. Xem kìa, bà thuê hai đứa chúng mày đến sới đất làm cỏ để trồng thêm xào rau. để hơn một tháng gần hai tháng tranh thủ mang ra đồng bán, Ấy vậy mà hai mẹ con mày nhìn xem kìa. Trông mày biến ruộng rau của bà thành cái gì đây hả? Thưa chị là chị xem cho em chứ. Em đã cuốc xới cẩn thận làm cỏ sạch sẽ như vậy. Xin chị dù lòng thương trả cho em chút tiền. Em về mua củ khoai củ sắn cho cháu nó ăn. Chị xem cháu nó no từ sáng đến giờ đói xanh cầm mặt rồi đấy. Liếc mắt nhìn về phía con gái cổ cổ tuyết. Thấy đứa trẻ nép sau lưng cổ mẹ và run lên vì đói. Nhưng vẻ mặt của người đàn bà này vẫn chẳng có chút cảm thông nào cả. Hơn nữa bà ta còn chửi rủa hai người thậm tệ hơn. "Ở cái con đĩ này chứ, bà mày nói tiếng người mà mày không hiểu hả? Cút ngay, ai chị em với loại khố rách áo ôm chúng mày hả? Có cút không? Hay là để bà bảo nhà cô Lý là chúng mày phá hoại nhà bà?" Người đàn bà quất mắng không ngừng làm cho đứa con gái sau lưng cô Tuyết vô cùng sợ hãi rồi oà khóc lên. Nó giận cái cáo áo của mẹ ý bảo là về. Thấy con như vậy cô Tuyết cũng vô cùng đau lòng. Những giọt nước mắt đã rơi từ trên khóe mắt của cô chảy xuống không ngừng. Cô ngậm ngồi dắt con đi về mà không đòi được đồng tiền công nào cả. Cho tay vào cây túi áo sách vá chẳng vá chịt. Cô Tuyết sợ thấy trong đó có một chút tiền. Thế nhưng cô cũng chẳng dám tiêu. Đây là số tiền cô dành dụ mãi mới có được để mà nộp tô thuế Cô dự định làm nốt buổi công việc sáng nay Sẽ đổ tiền đưa cho cổ lý Thế nhưng đúng là người tính không bằng trời tính Trong lòng của cô đang nóng như lửa đốt Vì nếu không có đủ tiền đóng thuế Thì cổ lý có cho khất không Con ngoan đi, con có đói không à? Để về mẹ nấu cháo cám cho con ăn nhé Cô tuyết ăn nổi đứa con gái mới mấy tuổi của mình Mặc dù còn nhỏ tuổi là như vậy Nhưng đứa bé lại rất hiểu chuyện nó biết mẹ của mình đã rất khổ sở Cho nên cũng chẳng bao giờ oán trách Nếu có thì nó chỉ oán trách số phận Sao mà bất công Để hai mẹ con của nó phải khổ sở như vậy Ở thời buổi bấy giờ nhắc đến cháo cám Thì chẳng gia đình nào nấy làm xa lạ Một món ăn chát xít đắng ngắt Mà nếu như lúc nóng không kịp ăn Để ngồi nó lại đặc kết cứng lại Như là xi măng Lúc hai mẹ con cô tuyết quay người bước đi thì người đàn bà tranh chua lúc này bất chợt thở một hơi dài. Thật sự hai mẹ con cô Tuyết làm việc thì bà ta rất hài lòng. Thế nhưng thói đời này lại không hài lòng với hai mẹ con cô. Thế nên là bà ta chỉ đành làm như vậy. Nếu như cố tình không nghe theo lời của người kia, rất có thể cuộc sống sau này của bà, cũng như người thân trong gia đình, sẽ trải qua rất nhiều khó khăn. Hai mẹ con cô Tuyết lững thững đi về trong cái giá rét của mùa đông từng cơn do bắc hưu hưu thổi qua càng làm nổi bật lên cái bóng tiêu điều thi thoảng cái bóng nhỏ lại run lên một chập rồi nếp sát vào cái bóng lớn đi khoảng một lúc thì hai người cũng đến đình làng thế nhưng bây giờ mọi người đều giải tán ra về hết cô tuyết cúm rúng tiến lại gần một thằng lính canh đang đứng bên ngoài để bắt chuyện thưa quan bác là mọi người đều đóng thuế hết rồi sao ạ à? Nhận ra đây là hai mẹ con cô Tuyết thằng lính lúc này hất hàm. Có chuyện gì không? Sợ thư quan bác em đến để đóng thuế. Đóng thuế hả? Hết giờ làm việc, các quan đang nghỉ trưa. Hơn nữa nhà chị cổ Lý nói là buổi chiều sẽ đích thân đến thu, lo mà liệu đi. Nói với hai mẹ con cô Tuyết xong rồi nó kể lại câu chuyện của nhà anh Khánh sáng nay. Chỉ vì không đóng thuế đầy đủ mà bị cổ lý cho người đánh một trăm gậy giờ dạ thì toàn thân đều bị thương. Nó nhắc nhở cô Tuyết mau về để mà chuẩn bị, chứ đừng thân lửa ưa nặng. Đến lúc đó thì không ai có thể cứu được. Nghe thằng lính nói như vậy, thì cô Tuyết càng cảm thấy sợ hãi. Cô vội vàng bế luồn đứa con lên rồi chạy về. Cô muốn về nấu cho nó chút cháo cám, rồi mình đi vay tiền, chứ không đến chiều tối không đủ tiền đóng thuế. Cô Lý lại đánh cho chết, Đến lúc đó có bệnh hề gì Ai sẽ là người chăm sóc và nuôi nấng con gái kể chứ Trong khi cổ lý đang chè chén với đám chức sắc ở trong làng Cô Tuyết thì vất vả chạy đi vay tiền đóng thuế Cũng trong cái làng ao này Đang có một tội ác diễn ra Cũng tại một ngôi nhà ngói nam gian to lớn khác trong làng Thế nhưng mà không phải nhà cụ lý Mà là nhà của cô Lan Là con gái lớn của cụ lý sau khi lấy được chồng thì cô được cụ tẩu đất cũng như làm cho một ngôi nhà vô cùng hoành tráng. Từ phía trong ngôi nhà lúc này vang lên tiếng quát tháo, rồi tiếng hét, tiếng khóc đan sen, tiếng cầu xin văn nài vô cùng thảm thiết vọng ra. Trông mày đâu, đánh thật mạnh nó cho tao để đánh thật mạnh vào, đánh cho nó chưa cái tội dám câu dẫn chồng của người khác. Chính xác là ở trong một gian nhà kho ở đằng sau ngôi nhà nam gian đang có mấy người phụ nữ trong đó có một người khoảng chừng hai mươi hai hai mươi ba tuổi trông có phần béo lùn trên mép có một con ve chó rất to ở trên con ve chó đó còn mọc ra một sợi dâu xoăn xoăn nhìn tương đối là khôi hài liếc qua gương mặt của người phụ nữ đó thì nhận ra cô ta có phần giống với lại cụ lý trưởng đó không ai khác chính là cô cả lan Lúc này trong nhà còn có một người phụ nữ khác đang nằm ở dưới đất, đầu tóc rũ rượi, quần áo lúc này sộc sạch. Thêm vào đó là gương mặt sưng lên như vừa bị người ta đánh. Phía sau lưng đó là một người đàn ông đang được giữ bởi hai thằng hầu tướng tá rất to. Có lẽ là anh ta cũng vừa trải qua màn đánh đập như vậy, trông có vẻ khá gần một chút. Người phụ nữ này từ nhỏ là một trẻ mồ côi vô cùng đáng thương cô là người yêu cũ của người đàn ông đang bị hai thằng hầu giữ chặn trong một cốc kia. Người đó hiện tại cũng chính là chồng của cô Lan. Trước đây hai người họ có một tình yêu rất đẹp, hai người yêu nhau say đắm và rất hạnh phúc. Lúc đó sắp sửa tiến đến hôn nhân thì họ liền bị cô cả Lan ngăn cản. Tiếp đến thì cô cả Lan đã dựa vào quyền lực cũng như tiền bạc của cha mình mà ép người đàn ông cũng là chồng của mình bây giờ phải cưới mình mặc dù công muốn như vậy nhưng trước sức mạnh của đồng tiền và quyền lực một tay che trời ở cái vùng này của cụ lý thì cuối cùng người đàn ông kia cũng đành phải gật đầu ký vào giấy bán mình để lấy tiền trả nợ cho gia đình cũng như làm chồng của người phụ nữ xấu xa độc ác này cứ ba ngày cô cả lan lại chửi bới chồng của mình một lượt năm ngày lại đánh tập anh ta một hồi không những vậy ban ngày hành hạ kiểu này ban đêm cô ta lệnh hành hại chồng kiểu khác để thỏa mãn cái tính dâm dục của mình. Ở với một người đàn bà không những xấu xí, độc ác, lại còn vô cùng dâm loạn như vậy, nhưng mà người đàn ông kia vẫn cố gắng chịu đựng. Anh ta không dám phản kháng hay làm bất cứ điều gì khiến cho cô làn phật ý. Vì chỉ làm cho cô ta không hài lòng thôi, thì người chịu cơn lửa giận của cô ta và của Lý sẽ là gia đình, là bố mẹ của anh ta chứ không phải bản thân của mình. Thế nhưng không biết hôm nay mà xùi quỷ khiến thế nào mà người chồng của cô Lan ra đường bắt gặp người yêu cũ của mình. Mặc dù hai người chỉ liếc nhìn nhau một cái, ấy vậy mà quân bất lương nào lại đồn thổi rằng hai người mèo mà gà đồng với nhau. Ý đồ qua lại sau lưng của cô cả Lan. Rất nhanh tin tức đến tai của người đàn bà độc ác này và có sự việc trong gian nhà lúc này. Con xin cô, con van cô Con và chồng cô từ lâu không hề có quan hệ gì cả Con xin cô tha cho con Người phụ nữ vừa quỷ dưới đất vừa khóc lóc cầu xin Thế nhưng mà mặc cho những lời van nải của cô ta Thì cô cả Lan vẫn ra lệnh cho đám hậu bên cạnh tiếp tục đánh tiếp Mày còn già mồm hả? Có người tận mắt thấy hai đứa mày gian díu với nhau ở sau làng. ấy vào mà mày còn cãi. Người đâu? Vả thật mạnh nó cho bà. Đứa nào đánh nhẹ tôi này bà cho nhịn đói. Thế cô chủ ra lệnh như vậy Thì mấy con hầu không dám trái lời Chúng thi nhau và bôm búp lên mặt của cô Có một con hầu đánh hăng quá thành ra bị say đòn Nó tiếp tục dùng chân đập mạnh lên người của người phụ nữ Khiến cho cô ta ộc ra mấy ngộ máu Ở phía đằng xa sau khi thấy người vợ độc ác của mình ra lệnh Cho đám ác nô hành hạ người yêu cũ thê thảm như vậy Thì người đàn ông cũng run lên bẩn bật anh ta cũng chẳng dám lên tiếng căn ngăn hay nói một điều gì cả vì vết thương trên người của anh ta lúc này là do mở miệng ra căn ngăn không chỉ vậy mỗi lần anh ta nói gì cô cả lan lại lệnh cho đám người đánh càng mạnh nhưng không chịu nổi cảnh này nữa anh chồng bèn quay mặt đi chỗ khác thế nhưng những tiếng lặng hét kêu gào đau đớn của người phụ nữ vẫn truyền vào tai anh lạnh cả sống lưng còn dám quay mặt đi hả không đành lòng nhìn người thương của mình bị hành hạ có phải không nhìn vào đây nhìn vào đây cô cả lan khi thích chồng của mình quay mặt đi thì vô cùng tức giận rồi hét lớn tiếp đó cô ta lại quát đám người làm người đâu đánh thật mạnh cho ta đánh xong ta muốn cạo đầu bôi vôi thảo bè trôi sông cái loại đàn bà lăng loàn này Thế cô chủ của mình nói như vậy thì mấy đứa con hầu tiếp tục ra tay khi này thì mỗi con hầu tích cực hành hạ người phụ nữ dừng lại. Dường như nó tích cực như vậy, lúc này cũng đã có chút mệt. Con hầu thở hồng hồng rồi ghé vào tay của chủ mình rồi nói. bẩm cô, ờ, cô làm thế này, thế này, thế này vẫn hơn ạ. À? Hơn nữa như vậy là vẹn cả đôi đường. Nghe con hầu nói như vậy cô cả lan liền gật đầu. Trên gương mặt béo nùng nút mỡ của cô, ánh lên một tia đầy độc ác. Cô đưa đôi mắt tin của mình nhìn về người phụ nữ đang nằm dưới đất, rồi lại nhìn về chồng của mình để ẩn ý. Sau đó cô ta cười lên sảng sạc khiến cho con về chó chuyển động nhìn vô cùng ghê tởm. Tốt lắm đi ngay đi. Cô giao việc này cho mày chuẩn bị. Vâng ạ, à, con đi ngay. Con hầu cấp tốc chạy đi làm việc mà cô được cả Lan giao cho. Thế được ánh mắt ác độc của cô cả Lan nhìn về mình như vậy, người đàn ông bỗng nhiên dùng mình, anh ta không biết được ý đồ của vợ mình là gì nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện gì tốt lành. Khoảng một canh giờ sau, con hầu quay về tay của nó xách theo một cái xô bằng gỗ trông có vẻ khá nặng. Từ cái xô đó thoát ra một thứ mùi vừa hôi thối vừa hăng hắc vô cùng gây tẩm. Từ xa người ta có thể thấy thứ đựng ở trong cái xô còn đang bốc hơi, có vẻ như thứ trong đó rất nóng tay còn lại của con hầu thì cầm theo một cây roi mây vô cùng ghê sợ. Con mang đồ về rồi đây cô chủ ơi. Vừa đi con hầu vừa vội vàng kể cơm Ném cho nó một đồng tiền lẻ rồi cô cả lăn cười lên. Làm tốt lắm để bà xem tình yêu của chúng nó lớn cỡ nào. Tiếp đó cô ta lại ra lệnh. Ý kiến này do mày đề ra. Mày hãy tiếp tục thực hiện đi. Con hầu còn đang hưng phấn vì được thưởng tiền hơn nữa lại còn ghi điểm trong mắt của chủ nhân. Khi nghe cô cả Lan nói vậy nó bèn giật mình. Mặc dù nó là đứa lòng dạ độc ác, cũng là người khi nãy tích cực ra tay nhất. Thế nhưng bảo nó làm cái chuyện này nó cũng hơi ghê. Thế con nào do dự cô cả Lan liền liếc mắt về phía của nó. Thế nào? Vừa nãy mày chỉ ra kế hoạch này hay lắm, sao không thực hiện hả? Vừa được thưởng tiền rồi mà lại muốn phạt sao? Nghe thấy cô cả Lan đe dọa như vậy, cộng tim vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác kia thì con hậu lúc này vội vàng quỳ xuống mà dập đầu lạy li lịa đúng là nó vừa mới nói cho cô cả lan một kế hoạch vô cùng độc ác để hành hạ người phụ nữ kia thế nhưng bảo nó thực hiện thì nó nào có dám dù sao thì nó cũng chỉ là loại người hèn mọn có phần tiểu nhân muốn vút mông ngựa chủ nhân của mình mà thôi con hậu vừa dập đầu vừa bỏ đến gần cô cả lan nó ngước mắt sợ hãi và lẫn trong đó là sự khẩn cầu và mong chờ của mình nên nhìn cô chủ của mình. Như hiểu ý của nó cô cả lan con người xuống, con hầu lại tiếp tục thủ thị. Còn lại cô, đúng là kế hoạch này con nghĩ ra, thế nhưng con thực hiện nó thì cũng không thích hợp cho lắm. Suy cho cùng trong gian nhà này chỉ có một người thích hợp thôi. Hơn nữa nếu như cô để cho người này làm việc đó, cô sẽ xác định được người đó như thế nào. Vừa nói nó vừa hơi ngẩng mặt lên rồi nhìn về phía góc sân nhà. Trong đôi mắt của nó lóe lên một tia bất đắc dĩ. Thế nhưng mà ngay sau đó thì liền biến mất ngay. Thay vào đó là ánh mắt nó lúc này vô cùng độc ác. Nhìn theo hướng ánh mắt của con hầu cô cả Lan lập tức hiểu được ý của nó. Cũng như cái người mà nhó nhắc đến là ai. Tốt lắm, mày rất giỏi. Yên tâm sau này á, ta ắt sẽ có thưởng. Đúng là một kế hoạch hoàn hảo mà. Thưa cô, cô không dám. Tất cả là do thường ngày cô chủ chỉ dạy Cho nên con mới có thể nghĩ ra được chuyện này Con hầu lại tranh thủ lấy lòng của chủ nhân Người đâu? Dạ Lột sạch quần áo quần đàn bà lẳng lơ lên kia cho ta Sau đó lấy dây thừng treo nó lên xà nhà Mặc dù đều đang trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh của chủ nhân Thế nhưng khi nghe cô cả lan sai bảo như vậy Thì đám hầu lại tỏ ra do dự Cho mày điếc sao có cần để tao phải nói lại lần nữa hay không thấy cô chủ thúc giục mấy thằng hầu giật thót mình mặc dù không hiểu được ý đồ của chủ nhân khi ra lệnh như vậy và cũng biết được hành động của mình như thế có phần quá đáng thế nhưng chúng vẫn tiến đến để thực hiện Rồi sao chúng cũng được cổ lý cho đến đây để hầu hạ cô cả lan tính khí của cổ lý ra sao chẳng lẽ ở bao nhiêu năm chúng còn không biết nếu như để cổ lý nghe đường tiếng gì thôi về việc chúng hông hầu hạ cô chủ cẩn thận thì rất có thể cả đám sắp bị trừng trị vô cùng thê thảm về phần của người phụ nữ đang nằm dưới nhà kia khi nghe cô lan xanh người lột đồ rồi lại treo mình lên sàn nhà thì vô cùng hoảng sợ cô ta liên tục gào thét rồi van xin các người các người muốn làm gì đừng lột đồ của tôi trong tiếng khóc liên tục vang lên như vậy dường như chúng chẳng có tác dụng gì cả dưới bàn tay khỏe mạnh và lực lưỡng của đám hầu thì từng cái áo cái quần của người phụ nữ bị xé toạc trên gương mặt đang sưng tấy vì vừa bị mấy con ở đánh gương mặt của người phụ nữ lúc này ánh lên một sự xấu hổ mỗi lần một mảnh vải trên người của mình bị rơi xuống cô ta lại gào khóc lại càng to nghe người phụ nữ khóc lóc van xin nhưng cô cả lan vẫn không hề mảy may, may. Trên gương mặt độc ác của cô con về chó nhấp nhô cùng sợi dâu mọc trên đó, tung bay mỗi khi cô cất lời. Không có gì hả? Không có gì sao? Không có gì phải đợi một chút nữa mới biết được. Sau đó cô cả Lan lại quát, nhanh cây tay lên, trông mày chưa ăn cơm hả? Có mỗi một con đàn bà mà xử lý mãi không xong. Dưới sự thúc dụng của cô cả Lan, rất nhanh mấy thằng hầu đã hoàn thành nhiệm vụ được sao. Người phụ nữ khốn khổ kia đã bị treo trên xà nhà trong tình trạng cơ một mảnh vải che thân. Trong cái tiết trời mùa đông giá rét, trên cơ thể của người phụ nữ chẳng chỉ những vết bầm tím vì vừa bị tra tấn. Trong tình trạng cơ mảnh vải che thân, cơ mặt của người phụ nữ tái đi vì lạnh. Đôi môi của cô thâm sỉ, nước mắt không ngừng rơi vì cảm thấy tủi nhục xấu hổ khi mà có rất nhiều người đàn ông đang nhìn thấy cơ thể của mình cô ta vẫn không ngừng văn này xin cô cả lan bỏ qua cho mình bỏ mặc ngoài tai lời văn nài thảm thiết của người phụ nữ cô cả lan tiến đến gần chồng của mình lúc này anh ta cũng đang rất phẫn uất không hiểu được mục đích của người đàn bà ác độc này là gì cô cô muốn gì tại sao cô có thể ác độc đến vậy chứ kia là người chứ không phải con thú cô làm vậy không sợ quả báo sao quả báo hả ta chỉ trừng phạt một con đàn bà lẳng lơ rồi chồng của người khác thì sẽ gặp quả báo gì đấy. Tôi nói rồi, chúng tôi thực sự không có gì. Là kẻ nào chứ? Kẻ nào đã nói chúng tôi gian díu, mèo mà cả đồng với nhau. Tôi muốn gặp kẻ đó để đối chứng ba mặt một lời. Im miệng. Đến lúc này còn già mồm được sao? Cô cả Lan lúc này quát lên rồi lại cười lớn. Trên gương mặt độc ác của cô hiện ra một vẻ tò mò và kích thích. Lúc này dòng máu độc ác của cô Lý chảy trong người của cô như đang dâng chào Cô chẳng còn quan tâm đến việc chồng có ngoại tình hay không Thay vào đó cô ta đã mong chờ cái phần đằng sau kia Tiến đến gần rồi ghé vào tay của người chồng rồi thì thầm nói gì đó Mỗi lời nói của cô vào tay của người đàn ông kia Khiến cho anh ta run lên Cô ta không hề có một chút lương tâm nào cả Phải nói phần con trong cô ta đã hoàn toàn chiếm giữ phần người kia rồi Ta cho chồng hai sự lựa chọn như vậy Còn sự lựa chọn là ở quyền chồng Thế nhưng mà chồng hãy mau lựa chọn đi Thời gian thật không còn nhiều đâu Nếu làm cho ta mất hết kiên nhẫn Thì đừng có trách Cuối cùng cô cả Lan còn gắn lên Khiến cho anh chồng dựng đứng cả tóc gáy Liếc nhìn về cái xô chất lỏng sền sệt vẫn còn đang bốc nghi ngút đặt ở giữa nhà. Có thể thấy đó vẫn còn rất nóng. Thêm vào đó là cái roi mây chứa đầy những cái gai sắc nhọn thì anh chồng lại càng cảm thấy sợ hãi. Anh ta bước đứng bước đến bên cạnh người yêu cũ của mình đang bị treo lùng lặng. ở giữa gian nhà kia. Lúc này dường như cô ta đã quá phân uất và tủi nhục. Cầm thêm bị đánh tầm cho tấn xã man cho nên là ngất đi. Trên gương mặt của người đàn ông kia thoáng một vẻ do dự công như phà lẫn chút không đành lòng rồi rất nhanh. Thay vào đó là một sự quyết tâm nếu như anh ta không làm theo lời của cô Cả Lan Thì người bị chịu phạt mới chính là bản thân của mình Cầm cây giáo múc thứ chất lỏng đó lên Một mùi hôi thối sọc thẳng vào mỗi người đàn ông Anh ta lúc này thì thầm nói một câu Xin lỗi Lên lúc này anh ta ngất thẳng chiếc gáo về phía của người đàn bà khốn khổ kia Một chất lỏng màu đen mang theo nhiệt độ vô cùng cao Bắn thẳng cơ thể làm cho người phụ nữ đau đớn tỉnh dậy rồi hét lên xin si tha cho tôi cứ người làm cái gì vậy sau đó cô ta đưa ánh mắt nhìn về phía trước cô thật không ngờ người vừa làm điều đó lại chính là người yêu của mình đối diện với ánh mắt của người trước đây mà mình hết mực yêu thương anh chồng của cô cả lan lúc này mang theo một vẻ bối rối cộng với đó là một sự xấu hổ dường như anh ta không dám đối mặt với điều đó mà quay mặt sang hướng khác rồi sau đó anh ta liên tiếp múc những cáo chất lỏng đen xỉ nóng hồi kia tản lên người của người đàn bà đang bị treo trong gian nhà những tiếng van xin thống cổ xen lẫn sự gào khóc vì nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cứ vang lên khiến đám người hầu cũng phải cảm thấy sợ hãi người đàn ông dường như lúc này mất hết lý trí rất nhanh gần một xu chất lỏng xịn xịt nóng giật đó được anh ta dội hết lên toàn bộ của người yêu cũ Lúc này toàn thân của người đàn bà như đang bị nhuộm một màu đen sì, Trên đó còn bốc ra một mùi hăng hắc và lẫn như mùi da thịt cháy rất nồng. Đứng bên cạnh cô cả lan cười lên vô cùng đắc ý, dường như cô rất hài lòng về sự lựa chọn của chồng mình. Nhân lúc nhựa đường còn nóng, mau thực hiện bước tiếp theo đi chồng, nếu để cho nó ngồi sẽ bị đông cứng lại đó. Nghe cô cả Lan nói như vậy, người đàn ông liền giật thốt mình. Anh ta quay sang nhìn cô cả Lan, vẫn thấy cô ta cười. Trên gương mặt nung núc mỡ ấy, không hề tỏ ra một chút dao động gì, chứ đừng nói là ăn năn hối cải hay sợ hãi. Cầm trên tay sợi dây mê chút đầy những chiếc gai sắc nhọn, người đàn ông tiến đại nhìn người đàn bà treo lơ lửng giữa nhà. Trên người cô ta bị bao phủ một lớp nhựa đường, vẫn còn đang nóng bốc hơi nghi ngút. Đúng là nhựa đường nóng. Cô cả Lan đã cho anh ta hai lựa chọn, một là chính mình tật nhựa đường nóng lên người đàn bà khốn khổ sau đó thì dùng roi mây để quất lên người đó hoặc nếu anh ta không đành lòng thì những thằng hầu sẽ làm việc này tất nhiên là anh ta cũng sẽ được một phần như vậy cuối cùng dưới sự đe dọa của cô cả lan thì người đàn ông đã lựa chọn như bây giờ người đàn bà bị treo lại một lần nữa bất tỉnh dường như cô ta không thể chịu nổi được cái màn tra tấn dã man này mà con hầu nghĩ ra dành cho cô Bên dưới lớp nhựa đường đen xỉ vẫn tỏa ra hơi nóng kia. Da thịt của người đàn bà khốn khổ dường như đã bị chín đi phần nào. Tiếng xoay mây vang lên trong gió nghe rợn cả người. Tiếp đó lại là tiếng ghét thảm thiết. Xoay mây đánh trên cơ thể của người phụ nữ, làm ra thịt bên trong đất rộp lên vì bỏng chảy ra máu tươi. Trang cảnh lúc này vô cùng dọa người. Liền sau đó những tiếng vun vút lại vang lên liên tiếp. Tiếng kêu la vì đau đớn thì càng ngày càng nhỏ dần. Những mảnh nhựa đường bị xoay mây đánh xuống, mang theo những mảng da thịt của người phụ nữ, dính vào đó vô cùng ghê sợ. Trên cơ thể người phụ nữ lúc này chẳng chỉ những vết thương, máu me từ đó chảy ra hòa lẫn với máu đen của nhựa đường, tạo thành một thứ màu sắc đầy kinh dị. Trong gian nhà lúc này đám hầu đều quay mặt một bên, đúng chú không dám chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này. Ngay cả con hầu hiến kế cho cô cả Lan Cũng phải hít một ngụm khí lạnh Nó không ngờ rằng cái kế hoạch này của mình lại gây sợ quá mức như vậy Thật sự nó còn gây sợ hơn gấp trăm ngàn lần So với chồng trí tưởng tượng của nó Người phụ nữ lúc này trông không khác gì một người chịu hình phạt lột ra Trái lại với đám hầu tại đây chỉ có hai người dám nhìn vào cảnh tượng trước mắt Đó chính là chồng cô cả Lan và cô ta Người chồng có lẽ lúc này vì đánh đến đỏ mắt rồi cho nên không làm chủ được bản thân. Còn cô cả Lan thì bình tĩnh hơn nhiều. Rõ ràng trong mắt cô, những kẻ này đều không được coi là con người. Thậm chí để so với đám thú cưng mà cô nuôi, cũng chẳng bằng. Cho nên khi chúng chứng kiến cảnh tượng này, cô cảm thấy vô cùng bình thản. Người đàn ông dùng dây mây vụt mãi cho đến khi anh ta cảm thấy mệt mỏi, dừng tay lại, thở ra những hơi thở gấp gáp nhìn lên người đàn bà mà trước đây là người yêu của mình đang treo lơ lửng dưới sàn nhà kia anh ta mới giật mình cô ta đã chết từ lâu có lẽ bởi vì bị tra tấn hành hạ dã man dẫn đến nỗi đau quá lớn mà chết họ có lẽ là bị chết vì quá uất hận và tủi nhục thế nhưng vì bất cứ một lý do gì thì lúc này cô đã chết chứng kiến cái xác đang trèo lơ lửng trước mặt vì bị mình dùng roi mây đánh đến máu thịt lẫn lộn màu máu đỏ trộn lẫn màu đen của nhựa đường tạo thành một thứ màu âm u quỷ dị người đàn ông vô cùng hoảng sợ anh ta vứt cây giỏi mây xuống đất rồi ngã nhào xuống dưới vừa liên tục gào thét vừa dùng tay chống xuống bỏ ra đằng sau thấy chồng của mình như vậy cô cả lan rừng dưng như không như thể tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến mình vậy cô cả lan cười lên vô cùng man dại liếc mắt quan sát chồng của mình cho dù anh ta còn yêu hay là không yêu cái người đàn bà kia Thì anh ta cũng đã giết bà ta rồi Quan trọng hơn hết là việc này đã để lại một bóng ma trong lòng chồng cô ta Từ nay về sau anh ta sẽ không bao giờ dám vụng trộm sau lưng của mình Cho dù là ở trong suy nghĩ Sau một hồi cô cả Lan ung dung bước ra khỏi gian nhà Ngay cả người chồng đang nằm dưới đất Mà gạo thét kia cũng được cô sai người đưa ra còn cái xác của người phụ nữ khốn khổ kia Sẽ tự cô đám hầu xử lý Cô không cần phải quan tâm Ở cái làng cái tổng này Còn kẻ nào dám ý kiến với cô Hơn nữa điều mà để cô cảm thấy tự tin như vậy Chính là người phụ nữ kia Chỉ có một thân một mình Không người thân thích trong cái làng này Cho nên nếu cô ta tự nhiên biến mất Cũng chẳng ai quan tâm Không ai biết lúc này Khi mà bóng người của cô Lan Bước ra khỏi gian nhà thì trong đó dưới mái tóc đen rối trắng hết gương mặt đều mắt của cái xác bỗng nhiên mở ra khóe miệng của nó nhếch một tia cười lạnh trong đôi mắt đó vằn về những tia máu vô cùng đáng sợ nhìn về phía cánh cửa rồi rất nhanh nó lại khép lại trước khi mà đám người tiến đến nạ cái xác của người phụ nữ khốn khổ kỳ xuống nhắc về cổ lý sau khi đánh chén no say ở trong đình làng cộng với đám chức xác thì cổ thong dong bước về hướng cuối làng Nơi đó có một căn nhà của một người đàn bà quá trầm, ngày đó không ai khác chính là cô Tuyết. Đi theo cổ lý lúc này còn có mấy thằng lính đệ, chúng được cụ gọi đi để thu tiền thuế nhà cô Tuyết. Đứng trước căn nhà của hai mẹ con người đàn bà khốn khổ này, cổ lý nhau nhau mất nhìn. Gọi là nhà vậy thôi nhưng mà nhìn nó giống như một túp lều tranh thì hơn. Bốn phía được dựng nên bởi những tấm ván mỏng manh, bên trên được lợp bằng những tàu lá khô nhìn ngôi nhà tiêu điều sơ sát không khác gì chủ nhân của nó vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của.